nó cho nó hoàn nguyên bản đó. Nó kiếm chuyện cái bà này bà trả giá 50-70. Tôi mới kêu nhỏ này nó hay giờ cũng mà nó có tiền lấy 100 ngàn muốn cà phê đỡ đi rồi nó mới cho kinh lên. Rồi bán ngồi ngoài sao mà tôi chạy chiếc xe Honda đó đông tiền. Đi chạy chạy chồng 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 trời ơi bà tưởng nhẹ khi bà tôi đi rồi nặng lắm cái này vậy còn bà mà bà chơi hôm cái này tôi sợ bà. Anh thứ hai với chị là mẹ có hai người con rồi. Thì là anh tặng cho chị Kim Hồng một chai dầu dưới bà cụ chai dầu ha, dầu bên Mỹ đó. Dạ, phần này của chị Hoa Đinh bên Mỹ á, gửi tặng cho chị Hồng với bà cụ ha. Dạ, cô Kim Hồng cũng gia đình cũng đại diện rồi, cảm ơn cô chị Hoa ha, Hoa Đinh ha. Chị Hoa Đinh. Dạ. Chắc chị Hoa Đinh chắc cũng hỏi với mình rồi, mình có Hoa Đinh đó nè. Hoa Đinh đó hả? Chị cũng Hoa Đinh đó hả? Ờ, Hoa Đinh thì tôi. Dạ. Nên con cháu của Đinh Mộ Lĩnh. Dầu nó tốt lắm á, người già thích rất là thích dầu xanh đó. Dầu đó dành là dầu Mỹ đó nha, không phải dầu Hoa đó. Chúc cô nhiều sức khỏe, trẻ đẹp và hạnh phúc. Dạ. Yeah. Vậy là chị Hồng là tên thiệt là gì? Đinh gì? Đinh Thị Tư. Đinh Thị Tư. À, còn tên thường gọi nhà là Kim Hồng. Dạ. Yeah. Cái thuốc đó là bệnh mấy cái dầu đó là yên lắm á. Yeah. Người già là rất là thích luôn. Dạ. Yeah. Mẹ là nó sốt thuốc. Dạ. Dầu á. Dạ. Yeah. Giờ chị chỉ còn có mình anh mẹ dòng họ bên nội ngoại là còn mình anh mẹ ở ngoài miền Trung đó mà mẹ nó vô đây như thứ ba nó vô đây họ đến là người Trung mà người Trung ha người rồi con cháu lên nội lĩnh giờ vô mẹ vô đây có mình lo nè dạ biết rồi tức là mẹ chị là với ba chị là hồi xưa là ở ngoài miền Trung vô dạ đúng rồi ba vẫn mình mẹ vẫn nam chị ở mỗi chị cái này là lấy trong Mỹ Hòa về nè của Hồng Tôn với bà trở về nè trở về bằng xe tiếng vô mà mình kêu lấy cái đó kiếm chuyện nó quánh tôi với bạn sao ta cái kêu cái mà cái quách này ha ta đốt đây ta giữ gìn cho nguyên một bánh hồ cái bà này nó trả đâu mấy chục ngàn tôi nó hỏi đưa nó 100 ngàn mẹ đi tôi mất 100 ngàn rồi 200 tiền cũng như là mình không có đất rồi mình đem về mình để trước nhà ở trong cái này của nhà nước mà chỉ cần mấy cái này để sẵn em biết đó chỉ mình bưng ra thôi mà nó kiếm chuyện đó nói sao nó nói cho tiền gì cái này là ba cà phê cà phá vì là trong nó đốt cỏ thật sự nó có đốt đến ngày thành mình đó mình thỉnh về đó nó nói cho nó hoàn nguyên bằng đó nó kiếm chuyện cái bà này bà trả giá 50-70 tôi mới kêu nhỏ là nó hôi bây giờ cũng ngoài nó không có tiền lấy 100 ngàn muốn cà phê đỡ đi rồi nó mới trông kinh lên đó. Rồi bán ngồi ngoài sao mà tôi chạy chiếc xe Honda đó đông tiền đi chạy chạy chồng 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 chạy hai đứa từ trong đó rồi chở tay về đây chở theo đây trời ơi bà tưởng nhẹ tưởng nhẹ khi bà tôi đi rồi nặng lắm cái này vậy còn bà mà bà chơi hôm cái này tôi sợ bà rớt xuống cái chết mới về thôi rồi lỡ lên cọp rồi biết sao vậy tôi tưởng là cái nhỏ cái quách cái nhỏ tưởng nó nhẹ á ai giờ nó nặng không dạ mấy chục ký rồi nó vô nó bằng xi măng quá à tiếng làm bột viên hai ba người vô là mình đưa tiền nó rất nhiều chăm sóc cái nó nhẹ chăm sóc cho anh nhẹ là đối với đàn ông á nó chuyên ba bốn không lẽ chị anh ơn trước anh chở rồi chị ơn sau chị đi ôm á hả ừ ôm nó ôm đó trời ơi ôm sao nổi ra nè hỏi mấy người đây coi có thật sự gì không ôm vợ tới đây luôn đúng không chị bây giờ nếu mà có chạy mà nhỏ có trục trặc gì về dạ, tới đây là nhờ cái anh đó đó anh bưng vô gần cái này đè lên rồi là phải bị luôn mà ba ổng cũng độ nói ba con sẵn ba về nhà ở với gia đình ổng cúng rồi nhủ mẹ với con cháu rồi ba rồi cái này là cái cốt mình hồi đó chôn rồi thì chôn thì mình lấy về lâu ngày lấy cốt à. Lâu lắm đấy rồi để lại ngay chỗ đó. Dạ đúng rồi. Ừ, rồi bây giờ cái tới nhà tốt cái ngày thanh minh đó, mình vô mình thỉnh về, còn nguyên một băng nó đợi đó, nó băng đó, nó vô nó nói nó đốt đồng đốt cỏ bây giờ là phải khiên ra là phải cho nó 200 và bà này nó trả 50-70 tôi mới lấy. Không có tiền lấy gì 200. Tôi nói thôi giờ mấy anh cũng hoàn cảnh quá, không có tiền của bà có ăn lấy 100 thì nó mới 4-5 thằng bột. Em biết nó làm nữa, hôm nay mình nhớ không mình kêu công an lại nó không luôn luôn cái chuyện không có đáng mình. Bây giờ cái kệ thì cái đó con không đáng cái dạng đó ừ
mình đi lấy về cho nó mẹ rồi đi tiếp. Thấy tội nghiệp quá ha, gia đình mình không có lúc rồi về đây nhờ cô bác ra uống mà nó an tâm. Bà bưng sao được, mấy anh bên đó ta ngồi nó bảo nó bưng vô. Cái anh ngồi trên xe rồi anh nói bưng được. Tôi đi tôi niệm Phật không mà bà này bớm. Ba của chị là mất cái nhà rớt xuống lâu chưa? Cái bể đè dò bà tôi chết hỏi mấy anh dân xương cốt ra nó cũng khó. Vô trọng lỡ leo lưng cọp. Bây giờ ta cũng 14 luôn. Dạ. Ba với mẹ 1 tuổi. Ba với mẹ 1 tuổi nữa ha. Dạ. Mẹ nó ở gì? Vậy mà từ hồi xưa là từ ngoài ngoài miền Trung vô đây á ha. Vô đây là ở đâu chị Hồng? Lúc trước đó là ở đâu? Ở Cầm Vinh, nó ở nhà Vinh, Vĩnh Bình. Còn sao mà tới mình có duyên nào mình đến đây? Anh còn cha còn mẹ, anh có tình cảm với ngoài đời. Anh thương nhỏ 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 nhỏ. Thì đó mới rồi mình nói là nguyên một cái danh trại là chỉ đầu 309 là ba ông đi lái xe cũng rồi bà mẹ nè ngay mặt mẹ nè trong nhà nhà đây có mặt bà mẹ vô nhà bà mẹ rất là khó không ai trong nhà có được mà bỏ bữa nào anh mà đi đưa vợ anh về rồi nói mẹ con về sao miếng ở đây mày ngủ. Nói con về con còn ở trên nhà trọ mình nói thật với tiếng nha mình ở có 300 đây là mình nói tình thật 300 không phải là nó 300 tại vì mình ở của mình đơn giản. Bây giờ tiếng vô xuống đạp vô tiếng lấy đồ cũng được nhớ lại mình không có gì đồ hết à. Mình có cái quần áo thôi mình không có gì với cái quần áo mình ở trọ là chỉ có 300 ngàn 300 ngàn tháng mà nước á thì người ta cho còn điện á thì mình có xài gì đâu cái quạt máy cái thùng ca nhạc đó 200 nhiều khi 15 bây giờ sắm được cái bàn ủi làm cho quần áo chỉnh chu đằng mặt thì lên 40 nó rẻ như cái linh tình có 340 320 380 là nguồn dựng xài nhưng mà có cái nước tắm thì nó mặn nha. Nó ngứa em à. Nước tắm nha. Nước giếng. Giếng nha. Nhưng mà thí dụ em đóng 10 ngàn, 20 ngàn thì em sẽ được mở cái thùng không đó. Con. Không tên. Nghĩ nhưng nó có. Mà anh có cái thùng B à. Tôi gói ghém đủ mình tôi thôi tôi cũng kêu gồm gà đơn giản. Thì người ta cho được cái bộ dạ. Bộ dạ nằm đó. Không phải cho cái cửa trong nhà trọ. Thì người ta cho là cho nguyên cái hàng dài thì cấp cho cái nhà trọ đó. Mưa thì chịu khó mưa này là thì nói chung là phải giờ này anh về thì chắc cũng 2 bọc ni lông và để hai cái áo mưa hai cái áo mưa mà áo mưa 5 ngàn anh xé ra anh để đó mà anh căng cái bị dột ha cái nó dột anh căng cái mùng trên nè nó căng cứng nó chịu nó lỗ nhìn thấy ông trời anh xin rung á anh nhét vô cái trời nắng nó chạy ngược xuống cái tôi nhét ở trên nhét ở tôi nhét đâu có trên này tôi đút ngược lên tôi có leo lên trên ông nội ở đây tôi đút ngược lên cái nắng nó chạy ngược nó gớt xuống đầu tôi chửi gạt đất lại còn rồi cái bây giờ trời mưa này me gán thì nó không ngay thấy bà cụ thích rồi đó thấy không phải rồi đó lột ra cho mà cụ thử coi. Chưa đâu ha. Dạ. Mấy bà cụ thích giàu lắm. 90 mấy tuổi chứ còn minh mặn. Còn trai lẻ chứ không kìa. Giữ của lắm. Dạ. Cùng họ với chị Đinh luôn ha, chị Hoa Đinh luôn ha. Chị họ Đinh nè. Dạ. Ba chị họ Đinh ha. Họ Đinh luôn. Mẹ chị. Mẹ chị họ Lê. Mẹ chị họ Lê ha. Dạ. Mẹ chị là cũng ở ngoài kia vô luôn ha, miền Trung vô luôn. Dạ. Vô ra vô vợ con cháu của vua không đó. Miền Trung nè, mỗi giờ chị đi hát thì ta bản thương về miền Trung. Rồi đâu giờ chị hát bài thương về miền Trung để coi nhớ lại cái kỷ niệm quê hương của mình đây. Ta một phút thôi nha. Dạ ok dạ. Chị. Nhớ phút nào ta phút đó. Dạ rồi. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người thương. Nắng mưa đêm trường cánh chờ tình ta ngăn đôi đường. Và nhớ tiếng hòa miệng dân lâu ngày xưa nước chạy vô này. Tiếp khúc nào mà nhớ thì mình chơi khúc đó. Nhắm đôi rồi dẫu xa môn trùng cánh chờ. Vô nè, vô. Thôi để chị hát cái đời, chị hát cái nỗi lòng mẹ. Rồi ok rồi. Cái gì? Lòng mẹ. Lấy cái gì? Trong cuộc đời chị chỉ có mình mẹ chị là. Lấy cái đàn hả?
chị một mẹ chị là nhất nhất trên đời của chị. Dạ. Mẹ mình sống được ngày nào mình mừng người đó, một một tấm dài đó không bằng mẹ mình. Cái chữ đàn luôn hả? Lấy cái đàn. Thế mà cụ không tội nghiệp không? 94 tuổi rồi đó quý cô chú anh chị. À, cụ vẫn còn minh mẫn, vẫn còn khỏe nha. Cụ ăn cơm ngày được mấy chén cụ? Ăn muỗng à. Chị biết đàn luôn. Giữ. Chị nào mà chị hát được thôi chứ mà ai hát chị nào cũng được. À, không, không, nhưng mà chị không, vậy là cũng hay rồi. Thay hơi cập nhật thôi. Quá hay chị Hồng ơi. Mình ta nhớ nhắc nha. Cái đàn này của chị hay là của ông chồng chị hồi xưa? Không, của chị mua. Chị mua luôn ha. Ờ, tại chị hồi đó chị đi, chị nào hồi lớp 9 tuổi vậy? Quá dữ. Một hồi chị Hồng đàn anh mà hát nha. Rồi vô. Chị hát thôi chứ chị không biết đàn nhạc gì mà chị hát được. À, rồi vô 1, 2, 3. Lòng mẹ bao la như biển phơi. Ồ, hay chị ơi. Để là chị hát được. Ừ, hát. Thương con thao thân bao niềm trường, con gái dân mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con mình nhớ không nào ta phúc đó. Chị là con dân của miền Trung hồi xưa, bây giờ chị nhớ cái gì? Chị ca liên khúc được á. Đã bao lâu rồi không
lần trước đi, cái này đang mưa nè. Mùa mưa lần trước. Ôi tiếng anh lần trước. Hay quá. Hay mưa nhiều hơn. Mà thực tế là vậy, anh lấy anh chiếc sẵn không à? Đó giờ luôn á. Thường là anh Bình là lúc nào mà chị uống thuốc là anh cũng làm thuốc cho đút thuốc cho chị uống vậy đó anh Bình. Cái uống thuốc là bữa nay là mới phân thôi, là đưa thôi, đưa là ít thôi chứ phân là để sẵn hàng. Để sẵn. Khi anh không có chứ mỗi ngày vậy là không có nha. Dạ. Thí dụ 2-3 ngày thì có. Thỉnh thoảng có anh ở đây vậy là anh đưa. Cũng như là lần nào mà anh Bình ở trong đây thì là lúc nào anh cũng mà không có thì anh cũng điện thoại. Dạ. Điện thoại vậy nhắc chị với anh. Nguyên một hàng anh để hàng dài vậy đó. Dạ. Rồi quay video cho anh coi có lộn thuốc không. Dạ. Tại tức là quá à. Ngày 4-3 lần vậy đó. Cũng như là anh Bình mà là chị sợ. Chị ăn gì sao anh cho chị uống vậy? Ăn rồi mà phải không? Ăn rồi cháo nãy rồi phải không? Ăn quá lâu rồi. Chị ăn xong là chị phải uống liền. Anh gìn giữ bao tử. Ăn cái này xong rồi ăn cháo nha. Đúng rồi. Thuốc này là nhóm corticoid ít hơn không mà. Nhiều quá nó cào mòn bao tử mình. Nè em muốn đi. Đó, thì đút cho chị không phải. Ý nói là để anh cho chị uống một lần lần từ từ. Đây là cục vàng của anh là uống thuốc đi. Uống thuốc rồi sao nữa? Trời uống vậy em muốn đừng cho khỏe rồi. Hết bệnh đừng giữ gìn sức khỏe. Rồi dân hết duyên rồi. Mai mốt khác đứng dậy coi. Không có uống từ từ thôi, uống nhiều đó là chị gung luôn á. Gớp rồi. Gớp hai con ốc. Hai ốc mình xiết lại. Nghe không xiết lại à? Dạ, ngoài sao không có ốc? Có cái đó là nhiều quá, chị uống lượt hết không? Cái phải ăn gì quá nhiều thuốc đâu. Ăn nhiều cháo nghe em. Gần cháo liền. Đúng rồi. Chị ăn múc cháo cho chị ăn luôn đó. Rồi, múc cháo. Cũng như là mà chị Hồng á thì cháo đường anh ơi. Chị Hồng uống thuốc, mỗi lần uống thuốc là cũng như có anh Bình ở đây là anh Bình mở thuốc rồi ra đem nước rồi ra cho chị uống gì đó ha. Rồi lấy cái cháo đút cho chị ăn. Dạ. Tại vì chị là miếng ăn đó, anh đã ép. Dạ. Anh nói ăn hết cái này chưa ha. Một chút nghỉ chút rồi ăn nữa, đút gì á. Dạ. Còn nếu mà anh Bình mà có đi đâu làm xa thì lấy thuốc phân ra sẵn. Để sẵn nè. Để sẵn chỗ.
Chị bữa nào chị quên bỏ cửa, rồi ảnh cầm nhầm dữ lắm luôn. Ảnh nói cái bệnh này con đi trùng, rồi nó sẽ đẻ ra, không uống chặn lại thì nó sẽ đẻ ra. Nói chị nói vậy kiếm tiền để có tiền đi bác sĩ đi ra rồi bệnh viện thận một sạch là chữa về bệnh phổi á. Cái cháo đó là bụng mình mua hay là mình mua để thi ta chi trên Long Xuyên em? Mua hai bịch không vậy đó, tại không có ăn cá lóc cái gì hết mà mua không vậy ăn đường. Mua hai bịch. Điện thoại của anh đâu vậy anh? Cái đít thôi, giờ nào hết cái mình hai đây mình nữa. Không hết bỏ tủ lạnh. Thì em ăn đi, dạ yêu của anh. Nó không rồi cần giữ người ta cái này chắc cái này à. Cái này phía sau anh Bình phải cầm anh Bình đút đút từng muỗng cái đó mới tình cảm chứ. Bình anh nói là anh làm gì đó thì mình phải mất cái chỗ này nè, anh bỏ cái này đi. Thôi em ăn được, em bỏ cái bọc vô đây nè. Em nói anh bỏ bọc vô đây không, bây giờ là anh Bình bỏ bọc đi, giờ anh Bình đút cho chị Hồng ăn. Cái này em hỏi thiệt Bình ha, cái thịt của chị Hồng á nó có mùi thơm gì mà anh hung hoài vậy? Hả? Tết nắng. Để anh mở trái tim anh ra anh coi. Dạ. Nói chung cái này em nói thiệt luôn á, đi mà tại giờ là nói chung là lắm anh em không có yêu hung thiệt. Chắc tình nhưng mà em ơi. Mà anh Bình cứ hơi đè hung hoài à. Cái này là tình thương mến thương của người ta đó. Không có mấy đứa em là anh vẫn thưa hung chị vậy mà thường hoài bình thường hung trên sân khấu luôn chứ đâu có phải hung. Không, đúng đúng rồi, trên sân khấu chẳng âm hung bình thường. Ý em là hỏi lúc chưa tiếng chưa gặp mình á. Vụ này cũng vậy thôi. Bình thường hoài. Vô đức trí chỗ nào cái nào tí mình thương mình cảm hứng thì mình hung. Mình hung thôi. Không ai kêu, không ai bắt buộc. Cái này tại tình thương mình. Không, bữa nay coi chừng á là có tụi em mà anh Bình đút cho chị Hồng ăn là ăn hết cái bịch đó luôn á. Chị phải gắng ăn nhiều vô chị. Cái này mấy quay video này mà đăng lên chắc nhiều cặp ganh tị với hai anh chị lắm. Anh gì tình thương của ta vợ chồng ta ở mà ăn ngon không chị Hồng? Anh Bình đút ngon không? Ngon. Quá ngon rồi ha. Dù cho cái đó đắng cay ngọt bùi gì cũng nó ngon. Có cái gì làm trước nặng cỡ tình thương tình yêu. Đúng rồi. Chị mới thương anh. Nhiều khi ở đây á thì cô bác thông cảm nha, cái này là không phải là gì nhưng mà tại vợ mình kém nữa. Mình này là mình thương, mình ép ăn. Ăn là giữ gìn cái bao tử đặng chiến đấu với thuốc thời gian dài. Tại bệnh này là bệnh phổi uống thời gian rất là dài nha. Đúng, cô đúng bác. Rồi. Đó, rồi mong thông cảm. Không mà anh Bình anh có cái sự mà chu đáo như vậy là nhiều người phụ nữ ở bên anh là rất là tiếc. Nếu mà anh ở gần nó hoài thì anh hàng ngày là anh cũng lúc tại anh đi làm mà. Bởi vì người ta nói là có bài ca đó, tình yêu ai bán mà mua, làm sao để mua lấy trái tim của một người. Em Bình không, đúng không? Chị Hồng ăn ngon quá. Nửa bịch nó đi. Chị ghét ăn nhiều vô vậy đó. Chị nói với mấy em là không phải là mỗi nay không nè. Mỗi ngày ở quán tiệm luôn. Hồi tuần thì chị nói trên mạng là có theo dõi là biết gì. Vô quán Thanh Bình giống đó hát nhau. Ta có bán nuôi đó. Mua hai đứa rồi tôi cũng đút chơi với đi ăn lặn hồi yếu quá. Dạ, không có bịa đặt nha. Cái này là toàn là sự thật, không có bịa đặt đúng không? Không. Mình nhìn là mình biết luôn đó. Ba chuyện này mình đặt để làm được. Ai mà coi có biết mà. Là sẽ biết thôi. Nói chung mình về là mình ép. Cái này là nói chung coi là sự thật chứ vợ không có diễn, không có gì hết. Cố gắng là uống thuốc. À. Tại vợ mình nhiều bệnh lắm, bệnh đau bao tử nè, rồi bệnh phổi nè, rồi huyết áp, đủ thứ, rồi bệnh gì mình chưa khám tới nữa. Chị phải cố gắng. Giờ nào chị uống thuốc là chị phải có cơm với có cháo mới được. Anh nhắc nhở hoài nhiều khi em gọi điện thoại vậy. Đó, anh rồi, gọi cái video chứ... cho anh thấy coi có ăn không, mới ăn. Nãy giờ là chị ăn trước là một tiếng mấy rồi. Là chị uống vô là coi như là hồi nãy là cơm nó hết rồi. Phải có thức ăn nó trộn đúng vô rồi. Nó không hư cái bao tử. Nó mới giữ được bao tử của mình đó chị. Anh ra chị nó không ăn là không nuốt cái gì mà khỏe được. Ăn đồ thịt cá không ăn. Ăn gì hoài, ăn này chỉ đỡ 2 ngày nữa tôi có bà tử. Sao mình không ăn với cá lóc rồi anh Bình? Trời ơi, tôi mới nấu cháo cá lóc khỏi bà mẹ, hai bà ngày nay đem đi đổ rồi. Sao kể có mùi sao canh vậy? Không ăn. Tanh, bà tử, tanh, tanh hả? Quang ơi. Rồi. Canh. Cái bà tử là nó canh đủ thứ hết trơn luôn. Nó canh, nó ói chảo chảo. Cái tanh là anh làm, anh nấu luôn đó. Lúc trước em bị, em biết mà.
Lúc đó là em ăn cơm chan với nước nóng không? Bây giờ vô quán không uống gì hết, uống toàn là ba cái gì nóng á. Uống gì? Chanh muối. Chanh muối hả? Uống nóng rồi cái uống đá. Rồi ăn hấp nó hết luôn. Đó. Nửa đường nửa đi chị, nó tốt. Anh Ban hả? Đúc em miếng rồi. Ớt em biết nghe em giảm thấy ganh tị quá. Nội nó hùng ông nội hùng hoài à, ăn nó thưởng đó. Gầu rồi chớ đè hùng hoài à. Chỉ là còn bộ xương không đó. Còn nếu cái này là nếu mà gặp hạch khen chắc hung chắc chết nữa. Chị nói nghe nè, không phải nói với mấy em nè, có mặt anh nha, không phải không có mặt không đâu nha. Không có cầu dưới chân luôn. Trời ơi trời. Có nữa hả? Không phải không có mặt không à. Vậy hả? Có miệng vậy, vậy là không có mặt là xưa rồi phải không? Tự dưới chân hung dài lên. Trời ơi, có hung cái chân nữa hả? Nằm đó, nằm ngủ mà. Ờ, trời ơi. Chân luôn. Ai dụng cũng được nha. Có hung đám cỏ không? Không, đám cỏ gì? Đám cỏ gì? Nói nói về chị Hồng kìa mà kìa sắc rồi kìa. Chị không biết đám cỏ mà, chị mới hỏi. Ý nó là hùng tóc chị đó. Tại nó hùng tóc. Cổ mè. Cái mình nè. Vô đây coi, ngồi đây coi. Ngồi đây đây. Chị Hồng nói xấu anh gì kìa. Chị Hồng nói không phải là không có mặt không. Mà hùng từ gác giò hùng lên. Rồi em mới hỏi có hùng đám cỏ không. Bà nói đám cỏ gì. Ý nó hùng tóc nè. Mà anh có không có đám cỏ không? Giờ anh nói kiếm đến có không? Đám cỏ không? Có không? Rồi cỏ đó bị héo hơn còn tư. Cỏ trắng rồi nha. Vậy là bị xịt thuốc rồi. Xịt thuốc sơ, thuốc thuốc cỏ bị cháy á. Trắng trắng vàng vàng. Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng. Đám cỏ mày. Đám cỏ mày. Vậy là cỏ này bị dịch thuốc này thôi rồi sắp chữa rủi vậy. Tới Khánh Bình thì tới Khánh Bình uống luôn ha. Bây giờ đây là tôi đau họng. Đau họng hả? Đau họng hả? Em hổng gà em cũng đau nè. Tôi viêm họng. Em hổng gà cũng như cũng bị uống. Em viêm họng cũng đau rồi nha. Đường gió sao anh ơi, ai cũng nhưng bị gà em biết không, có sẵn rồi ngày nào cũng đi ca đó chứ, tao đâu có cho ca. Dạ. Mình yêu nghệ thuật mình ca biết thì cũng như cái vết thương rồi cái bật cái thanh quản lên ngoài. Dạ. Ca quậy đau quá. Em lấy nha anh. Cảm ơn nha. Đó, giờ nãy quá chồng chồng lấy thuốc cho vợ, bây giờ vợ lấy thuốc lại cho chồng nha. Tình cảm quá. Đủ rồi em ơi. Đi nghỉ. Tự nhiên nó nói là nước luôn. Nhan uống nước cho mình lá hết. Mình mà giờ ai cũng có bệnh sẵn rồi, trời ngặt cái bệnh. Già cả rồi anh Bình ha. Lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi dễ, mình dễ bệnh lắm. Ngày xưa còn nhỏ mình ăn kẹo. Lớn lên mình trở lại ăn kẹo lại. Mà kẹo kẹo thuốc. Đúng không? Ngừ mà ai cũng phải vậy thôi. Già cả, đau ốm, bệnh tật. Bữa nay lên cộng đồng mạng trong nhiều ngày nước là sẽ thấy cặp đôi của Kim Hồng với Khánh Bình đó. Rồi các bạn trên cộng đồng mạng thì nhìn thấy gì đó. Để thôi là con nghĩ cho Khánh Bình phê Bình nói là nói này kia nọ. Đó. Tại vì người ta không biết ta nói gì hết chứ nào mình. Tại vì ta thấy thằng nào thì chưa có bao giờ có cặp như vợ chồng nào mà như vậy. Cho nên ta cũng phải đánh giá rồi. Vì nhờ hôm nay là các anh em có nhà đó đã xét thấy và nghiên cứu rồi biết rồi đó.
Thật sự hai em là cũng là ghen tị với cái sự là hạnh phúc của hai anh chị luôn á. Như là chị Kim Hồng là thấy không, được anh Bình là chăm sóc rất rất là chu đáo luôn, từ cái miếng ăn đến uống thuốc đến giấc ngủ luôn đó. Anh thì nói chung anh ở đây có ba em cũng là phái đàn ông mình, không biết sao chứ anh nói vấn đề mà tình cảm anh thẳng, anh mặn mẻ lắm. Mặc dù anh không có được thẳng như tụi em, nhưng mà khi mà anh như là thẳng rồi là anh mạnh mẽ, anh không cay luôn, anh không có ngại gì hết. Đúng rồi, anh gồng hết tại hết chân gồng riết. Mình phải là khi đã mình vô cuộc là mình phải làm trách nhiệm chứ. Tình thương mà nó đâu có cho mình yếu đuối được. Lúc trước thì anh công, bây giờ anh trở thẳng. Không, cũng nhờ chị, là nhờ chị Kim Hồng là kéo qua anh công nghe. Lại ông Tám rồi nghe. Ok. Đừng đem trai đẹp rồi nhá là chết anh nghe. Anh công là cái là mà nói chung đó. Ra là cái này là sự thật, là nếu mà Khánh Bình gặp trai đẹp thì mình mê lắm. Không ạ. Nếu mà mê. Không, bây giờ còn mê không? Không. Không. Lúc trước bây giờ là mê chị Hồng đi. Chị Hồng rồi. Nói chung trên đời Khánh Bình mà nếu mà công á chỉ thích thôi chưa có mê. Tại vì Khánh Bình là tới trong cơ thể là tới 70% là đặng yes là men rồi. Thành ra mình kìm lại được. 30% là với mình có một cái ý thức cao nữa. Vì nếu mà không có thuốc nào trị hết. Ăn thua cái tư tưởng mà lại cần phải trị mới được. Bây giờ mình ở với người đàn bà thật sự nó có kết quả